Em xin chào anh ạ. Anh có thể chia sẻ cùng bà con anh tên gì không ạ? Mình Trần Văn Phương Anh Phương. ở xã An Bình, ở Phú Bình, Dạ, Phú Bình. Thọ Sơn à. Dạ, anh Phương xài con phân lười này thì được mấy vụ anh? Chạy như vụ này vụ hai đó Vụ mà hai. thấy là mặn là cây cối với là thấy là nó đạt hơn ta đó, là lá nó đứng sững nó Dạ. không có bị sụp mặt. À. Như mấy loại con kia anh thấy này là mặn, là với thứ hai nữa xạ là xuống là nó cân đối, nó không dư không thiếu. Dạ. Mình thấy mặn là nó vừa lặn luôn đó, nó giải rồi là an tâm đi chơi đó. Rồi anh cảm thấy xài cái này nó lợi nhuận gì về cho gia đình không? Mặn thấy trước mắt thì là cái bệnh hoạn là nó nhẹ hơn, với thứ hai nữa là mà mình thấy là cái cây là cứng hơn đó, trước mắt À. mình thấy hai cái đó là nó ngợi Dạ. Rồi. rồi Rồi cũng cảm ơn anh đã chia sẻ cùng bà con. Rồi em hỏi thêm là cách thức mình bón mình có dễ bón không anh? cũng dễ. Mình xài nhà dễ, dụ có lên nghịch thì hơi tay cái chỗ nào mình qua bên nghịch mình hơi gió thì hạ máy xuống thì là xong, chứ không có gì. À, anh thấy cái độ đồng đều khi mình gãi gì mình có đều cái lúa không? Đều lúa mình giải là đều đạt luôn đó. Dạ. Nó là nó cây là ăn vừa đủ luôn đó, không dư không thiếu. Dạ. Vừa đủ vừa không dư không thiếu anh. Dạ. Hôm nay thì anh thấy anh đem về đây rồi khoảng bao nhiêu ạ? Đem về là 70 bao, 70 bao. À, diện tích của mình được nhiêu anh? 53 công cầm điện. 53 công tầm điện. Anh dự định là một công anh xài khoảng bao nhiêu ký? Thì đường này mình xài công điện như là 45 kg đó. 45 kg nha. Là gì vậy, vậy là dụ ba làm xài 45 kg là đạt đó, Dạ. giống nào cũng vậy. UM hay là 541 gì cũng xài 45 là vừa đó, còn Dạ. nông sinh thì mình mặn 50 Dạ. là im rồi Anh chia làm 3 cử vậy anh? đó. Kêu ba cử cử 15 ra 8 ngày hoặc 9 ngày giải, rồi tới 19 hoặc 20 ngày giải thứ hai, còn thứ ba thì tùy theo đồng, ai thích giải đồng giải, ai không thích thì giải đồng cao gì cũng được, Dạ. nó cũng vẫn đạt nhau à. Dạ. Tới khi xài này quen rồi, tới khi đổi phân kia xài rồi sao anh cảm thấy sao? Chứ Nếu đó chưa biết đổi, chắc chưa tới nào này nghỉ bán mình thay đổi. Rồi em cũng cảm đổi. ơn đã tin dùng sản phẩm phân công nghệ sinh học con người. Em cảm ơn anh và em chúc anh một mùa bội thu. Dạ, em cảm ơn anh.